Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị dự án 4 căn nhà rất là mới, hiện đại là mới nhất mà Ngọc Ánh mới cập nhật ở trong cái trang cá nhân của Nhà Tốt Land. Với cái dự án 4 căn này thì nó thuộc đường Nhân Trạch, phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với đường ngõ trước nhà thực tế là 2m, cách với trục đường ô tô đi lại nó khoảng tầm 200m mọi người ạ. Và trong 4 căn này thì đã bán 1 căn và còn 3 căn. Với 3 căn này thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Tây Nam với diện tích là 30-33m2. Mặt tiền của ngôi nhà của cả 3 căn này là 3m7 mọi người nha. Và với cái dự án này, 4 căn này thì sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước từng căn đây mọi người này. 4 căn thì là hồ sơ nước ở bên ngoài. Đây, được lắp đặt đầy đủ hết rồi quý vị nha. Và với cái hiện trạng của ngôi nhà thì chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Với thực tế mặt ngoài của cả 4 căn này, ở phía phần mặt tiền của ngôi nhà thì được chủ ốp đá granite cho mình cả rồi. Và Ngọc Ánh sẽ quay 1 trong 3 căn còn lại để gửi tới quý vị. Đó. Với cái vị trí của cái dự án căn nhà này thì Ngọc Ánh sẽ chia sẻ một chút ở ngay đầu video để mọi người có thể biết. Với dự án này thì nó rất là gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Và với nó, cái căn nhà này thì nó cũng gần với lại trục đường quốc lộ 21B, gần với lại chợ Xóm, gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương, gần với Ủy ban Nhân dân phường Phú Lãm. Căn nhà này giao thông đi lại rất là thuận tiện, cách với lại khu đô thị Văn Phú nó khoảng tầm 5 km thôi mọi người ạ. Và nó cách với lại cầu Tráng Hà Đông nó khoảng tầm 7 km, giao thông đi lại thuận tiện. Và Ngọc Ánh xin chia sẻ với mọi người cái giá chào bán của cái căn nhà này là 2 tỷ 200 triệu đồng. Với cái căn nhà 30-33m xây 5 tầng, sổ đỏ chính chủ, bàn giao nhà luôn, giấy phép xây dựng đầy đủ, với căn nhà này quý vị có thể vay ngân hàng tối đa giúp Ngọc Ánh được khoảng tầm 1 tỷ 500 triệu đồng mọi người nha. Mời người theo em vào vị trí cụ thể của cái căn nhà này mà Ngọc Ánh muốn giới thiệu với mọi người. Phần mặt tiền của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là cửa sắt sơn tĩnh điện với phần cửa chính mọi người ạ. Đó, đây, cửa sắt sơn tĩnh điện rất là chắc chắn, thiết kế 2 lớp cửa. Bên ngoài đây là cửa sắt và bên trong là cửa nhôm kính nha. Đây ạ. Và mời mọi người theo em vào phía tầng 1 của ngôi nhà. Với cái phần tầng 1 của ngôi nhà, mặt tiền của cái căn nhà này 3m7 cũng rất là rộng mọi người ạ. Và với đây là cái phần phòng khách. Thì như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, cái hiện trạng của ngôi nhà là có thể mọi người có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chính chủ trao tay. Với cái phần hoàn thiện thì phần gạch lát nền kích thước gạch 60-60, với cái phần hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, móc quạt trần chờ sẵn ở cái phần phòng khách này rồi. Quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở luôn. Xung quanh khu dân cư rất là đông đúc, cũng như là ở cái vị trí căn nhà này thì nó khá là yên tĩnh mọi người ạ. Bởi vì nó ở trong ngõ, nó cách với trục đường ô tô đi lại nó khoảng tầm 200m như Ngọc Ánh chia sẻ rồi. Và đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp thiết kế cũng xong xuôi cho mình rồi. Toàn bộ thiết kế tủ bếp là tủ gỗ, mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp gạch 30-60. Đây mọi người có thể nhìn giúp em. Phụ kiện bếp đi kèm cũng được lắp đặt đầy đủ, đó là đây. Mọi người có thể nhìn thực tế luôn. Kệ úp bát, giá úp bát, chậu rửa, vòi rửa nha mọi người. Đều là thiết kế chất liệu inox 304. Hồ sơ điện, hồ sơ nước căn nhà này đã được thiết bị đầy đủ. Riêng từng căn, những cái nhà xây theo cái kiểu dự án liền kề này thì toàn bộ xây dựng là cột riêng, móng riêng và tường riêng mọi người ạ. Và chủ nhà thường thường là có những cái video quay lại từ lúc làm móng, từ lúc vào cột và từ lúc đổ mái, mọi người yên tâm nhé. Tiếp theo, phía dưới tầng 1 của ngôi nhà là có phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở tầng 1 thì nhỏ nhắn thôi nhưng cũng đáp ứng được cho quý vị về cái một cái bồn rửa tay cũng như là cái lavabo, cái bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của căn nhà. Căn nhà này giá chào bán vô cùng hợp lý, 2 tỷ 200 triệu đồng thôi quý vị nha. Rồi, tiếp theo mọi người theo em. Ở đây hệ thống tay vịn cầu thang, toàn bộ cấu trụ cầu thang hai bên thiết kế ở đây là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang là ốp đá granite. Như vậy tầng 1 của ngôi nhà Ngọc Ánh review rất là chi tiết cụ thể rồi. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà xem với cái giá chào bán 2 tỷ 2 ở phường Phú Lương như thế này thì nó có hợp lý hay không nha.
Quý vị ơi, Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Giống hệt nhau, mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Thì đây là cái căn phòng ngủ đầu tiên ở phía trên tầng 2. Như quý vị nhìn thực tế ở đây là có cửa sổ thông thoáng ánh nắng vào trong cái không gian cái căn phòng ngủ này. Ống chờ dây chờ át, chờ điều hòa đều được chủ lắp đặt đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Với cái căn nhà này nó rất là vuông vắn mọi người ạ. Rất là vuông luôn, đó. Trước cũng như sau, mặt tiền 3m7, mặt hậu 3m7, nhà vuông vắn. Đây là cái phòng vệ sinh ở phía bên trong tầng 2. Đây, được chủ nhà toàn bộ là ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần này, quạt hút mùi này. Và ở đây là cái phần để chờ bình nóng lạnh mọi người ạ. Bồn cầu này, hệ thống sen tắm này, lavabo. Nói chung là chỉn chu, mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở ngay với cái căn nhà này. Cửa nhà vệ sinh đây mọi người ạ. Thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp đây. Nhôm Việt Pháp luôn. Và cửa thông phòng của các phòng ngủ của ngôi nhà đều thiết kế là 100% cửa gỗ đây mọi người nhìn giúp em nhá. Rất là chắc chắn, review rất là cụ thể. Từ cái cung đường từ đâu đi đến đâu như thế nào đấy là Ngọc Ánh nói gần như là đến xít sắt tới 98% mọi người ạ. Không nói sai, không câu like, không câu view, mất thời gian của cả hai bên, bên xem, bên khách hàng và bên em luôn. Cho nên là quý vị cứ cân nhắc cụ thể cái vị trí đường hướng giá và xem kỹ video rồi alo cho em để em có thể tư vấn cho mọi người chọn lựa được những cái căn nhà ưng ý nhất nhá. Tiếp theo, mời mọi người lên trên phía tầng 3, 4 của ngôi nhà. Đây là phía tầng 3 của ngôi nhà mọi người ạ. Thì như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau. Đó, với cái căn nhà hướng nhà là hướng Tây Nam. Ở phía đằng trước nó rất là thoáng bởi vì nó có một cái khoảng không mọi người ạ. Khoảng vườn của cái nhà đằng trước. Nói chung vô cùng thoáng. Cái giá chào bán thì nói thật với mọi người luôn, nó đang rất là hợp lý so với mặt bằng chung của khu vực. Gần như là thấp nhất rồi. Của cái khu vực phường Phú Lương này. Đây, phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 2, tầng 3 giống hệt nhau. Đó, cửa nhà thông phòng đây ạ. Đấy, tầng 4 thì cũng thiết kế tương tự như là tầng 2, tầng 3 như vậy. Nếu mà bước chân lên trên phía tầng 4 thì căn nhà này nó đã có 3 phòng ngủ riêng biệt rồi mọi người ơi. Và Ngọc Ánh xin trân trọng mời quý vị lên khám phá tầng 5 của ngôi nhà. Ở đây Ngọc Ánh bước chân lên trên phía tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây là cái phần khu vực để máy giặt ạ. Đây, vòi nước, sàn thoát nước, ổ điện. Đây ạ. Được thiết kế lắp đặt đầy đủ rồi. Và tầng 5 ngoài ra ở đây là cái khu vực phòng thờ. Đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Rất là thoáng, cửa sổ đây. Và phần còn lại là phần sân phơi với căn nhà này quý vị nha. Thiết kế 5 tầng. Và anh Caramel giúp em quay cụ thể phía xung quanh dân cư như thế nào. Dân cư rất là đông đúc. Đó, hàng xóm ở đây thì rất là dễ gần, thân thiện. Đi lại khá là thuận tiện từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới bến xe Yên Nghĩa cũng rất là gần mọi người ạ. Nếu từ vị trí căn nhà này đi ra tới bến xe Yên Nghĩa thì nó khoảng tầm 2,5 km mọi người nha. 2,5 km, nó gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Phú Lương, Ủy ban Nhân dân phường Cố Lãm, gần với trường Đại học Đại Nam. Giá chào bán căn nhà này 2 tỷ 200 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Quý vị nào muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa thì vui lòng liên hệ với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. Ở Phú Lương, ở Phú Lam, ở Yên Nghĩa, tất cả các phường thuộc quận Hà Đông Ngọc Ánh đều đang làm. Mọi người muốn tìm hiểu thì vui lòng alo ngay cho em theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ nhà tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video sau.